lãnh đạo, quý khách gần xa và toàn thể bà con nhân dân đang có mặt trong đêm liên hoan văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, Tôn Vinh Quang năm 2024 buổi tối ngày hôm nay. Quý vị đại biểu, anh em, cùng toàn thể bà con những độ xuân về, mùa xuân của đất trời, mùa xuân của lòng người hòa hợp trong không khí tràn ngập niềm vui đón Tết cổ truyền của dân tộc. Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng quê hương nước đổi mới, chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng 3 tháng 2 năm 1930, mừng 3 tháng 2 năm 2024. Được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân xã Yên Mỹ, cùng những văn nghệ hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng ông Đinh Tiết Hiệp, Bí thư chi bộ, trưởng thôn Vinh Quang, ông Nguyễn Văn Tuyên, trưởng ban tổ chức lễ hội, ông Hoàng Ngọc Hiền, trưởng ban mặt trận của thôn, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu đến dự với đêm giao lưu hôm nay còn có các đại diện lãnh đạo của các thôn Đồng Cống, thôn Ao Luông, các cán bộ chiến sĩ bộ đội kết nghĩa đại đội 4 tiểu đoàn 463 thông tin, đơn vị đóng quân trên địa bàn trực thuộc lữ đoàn phòng 0673 cùng các trưởng ban ngành đoàn thể trong thôn, và đặc biệt là sự tham gia biểu diễn của đội văn nghệ, các tổ liên gia, các đơn vị trong và ngoài thôn và đông đảo bà con nhân dân trong thôn đã đến thưởng thức và cổ vũ cho đêm giao lưu văn nghệ ngày hôm nay. Đề nghị chúng ta nhiệt nhất chào mừng. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa quý vị khách quý cùng toàn thể bà con, sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Tuyên, trưởng ban tổ chức lễ hội, thay mặt ban tổ chức lễ hội lên phát biểu khai mạc đêm giao lưu văn nghệ và tặng hoa. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa các cụ, kính thưa các quý vị đại biểu, đại diện chính quyền và ban ngành đoàn thể cùng toàn thể nhân dân thôn Vinh Quang, nhân dịp vui xuân đón Tết cổ truyền của dân tộc, kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2024, được sự nhất trí của Ủy ban Nhân dân xã Yên Mỹ, hôm nay thôn Vinh Quang tổ chức lễ hội đầu xuân giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân. Thay mặt ban tổ chức lễ hội truyền thống làng Vinh Quang, tôi xin được trân trọng cảm ơn, kính chúc các cụ, các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. Kính thưa các cụ, thưa các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, đình chùa làng Vinh Quang được xây dựng vào những năm cuối thế kỷ 17, đầu thế kỷ 18 để tưởng nhớ công ơn các vị tướng Cao Sơn, Quý Minh, Triều Nhà Lý đã có công hòa vua diệt giặc phương Bắc. Từ đó đến nay, trải qua bao những thăng trầm của lịch sử không tương truyền, cứ vào ngày 8 tháng riêng hàng năm, giữa lúc trời đất giao hòa, thiên nhiên tươi tốt, lòng người bao gồm lễ tế thần hoàng, lễ rước nước và lễ dâng hương, phần hội hội làng tổ chức các trò chơi dân gian nhằm rèn luyện thân thể, rèn luyện tư duy để mọi người vui vẻ hòa nhập và gần gũi với nhau hơn. Những trò chơi dân gian này không đơn thuần là những trò chơi vui tiêu khiển, mà nó chứa đựng những nét đẹp văn hóa và giá trị truyền thống của dân tộc. Lễ hội truyền thống làng Vinh Quang được tổ chức tưng bừng, náo nhiệt. Nhiều những trò chơi dân gian như đánh đu, chọi gà, cờ tướng, múa lân, và đặc biệt là chương trình giao lưu văn nghệ
mừng đảng, mừng xuân. Với sự tham gia nhiệt tình của các tổ liên gia và các đơn vị kết nghĩa với thôn trên địa bàn, thông qua lễ hội và chương trình giao lưu nhằm khơi dậy những tiềm năng văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khích lệ nhân dân vượt qua khó khăn, hăng say lao động sản xuất, chuẩn bị cho mùa vụ, đem lại hiệu quả và đạt năng suất cao, làm giàu cho gia đình và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh, để lễ hội truyền thống làng diễn ra vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo quy định của pháp luật. Ban tổ chức lễ hội, chúng tôi đề nghị các quý vị du xuân chảy hội cần nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông, đảm bảo an ninh trật tự, nghiêm cấm việc mua bán đốt pháo nổ và tổ chức các trò chơi mang tính cá độ cờ bạc, nêu cao ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường trong khu vực lễ hội. Với mục đích và ý nghĩa đó, thay mặt ban tổ chức lễ hội, tôi xin tuyên bố khai mạc đêm giao lưu văn nghệ mừng đảng, mừng xuân, mừng lễ hội truyền thống làng Vinh Quang, mừng xuân Giáp Thìn năm 2024. Được kính chúc các cụ, các quý vị đại biểu cùng toàn thể bà con nhân dân mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý, đêm giao lưu văn nghệ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Nổ. 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 Vỗ tay mày lỗ. Ông trên đấy lại xây thuốc rồi. Tặng hoa, người tặng hoa. Lễ hội việc làng đã lên thông qua khai mạc đêm giao lưu văn nghệ, là các bài hát nhạc xuân lại vang lên rộn ràng. Chính ca từ và giai điệu của mỗi bài hát đã góp phần tạo nên không khí háo hức và tạo nên sự thành công cho đêm giao lưu văn nghệ ngày hôm nay. Và lời chúc đầu năm ấm áp, ngàn lời cầu xuân mới bình yên, tám hướng mười phương thắp niềm hy vọng xuân sang hạnh phúc thật đủ đầy. Mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay, mời quý vị đại biểu cùng bà con cô bác đến với bài múa mừng đảng mừng xuân biểu diễn tổ rừng nghè. Xin một tràng vỗ tay thật lớn dành cho tiết mục mở đầu của tổ rừng nghè. Tổ liên gia đội chuẩn bị.
buổi tí nó quay riêng bọn em nó quay riêng nhá. Ừ. Ừ. Quay cho mình các.